xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo em xin giới thiệu với toàn thể các bác, em lại tiếp tục về được một loạt sản phẩm, đó là dòng Martin nhé, với thương hiệu đến từ Anh Quốc. Dòng này là sở hữu bát 2 năm và một tép kẹt. Với sản phẩm của Martin trong đợt hàng này em về thì có khoảng 20 đôi. Và mã là F10 cộng nhé. Với dòng Martin F10 cộng này thì nó có màu trắng ngà nhé. Sản phẩm này thì nó cực gấu luôn. Và báo giá cho các bác, một đôi loa này có giá khoảng 5 triệu nhé. Và đây là một chiếc em đã tháo sẵn ra để cho các bác được chiêm ngưỡng về nội tạng của dòng Martin với thương hiệu đến từ Anh Quốc nhé. Đây là một chiếc tép kèn. Một chiếc tép kèn thì nó rất hay nhé. Riêng những dòng loa Martin mà chạy tép kèn này thì nó là một trong những sản phẩm để hát karaoke, nó quá tuyệt vời này. Đây ạ, nhãn hiệu của một chiếc tép kèn này nó là 8 ohm nhé. Và công suất là 80, dao động đến 250W. Và đây một chiếc bát 25, nhưng mà cái củ này nó phải rơi vào đến 20 rồi, xấp xỉ 20, với đường kính củ kinh khủng luôn, rất to nhé, các bác nhìn trên màn hình này. Và đặc biệt của những cái chiếc củ này, chiếc củ này nó chạy côn đến côn 76 nha các bác nhé. Dòng sản phẩm của Martin thì thường nó hay chạy bằng dây hợp kim loại nhé, hợp kim cao cấp nhé, nó không phải là dạng dây độc mà nó là hợp kim cao cấp. Đây mời các bác xem nhé, về phần dâu loa nhé, phần dâu loa này là dâu loa chịu nhiệt độ cao nhé, rất khó để đánh rung đứt được cái dây này, đều được gia cố bằng những lớp keo gắn vào lớp màng này, và dẫn điện rất tốt nhé, khi cái phần dây cao cấp này và những cọc đồng phân biệt cực âm dương rất chi là vàng nhé các bác nhé, trải qua bao nhiêu năm tháng rồi nhưng mà những cái cọc đồng này nó vẫn vàng óng luôn, cũng là phần củ từ là kinh khủng luôn, củ từ quá to luôn. Đây là lớp màng nhé, lớp màng của dòng Martin 25 này, chất liệu quá tuyệt vời luôn ạ. Và đây lớp gân đều được dưỡng bằng những lớp gân ướt nhé, dính vẫn sờ vẫn dính nha các bác nhé. Một chiếc bát này cực nặng luôn, cực gấu luôn ạ, rất to nhé, em mời các bác chiêm ngưỡng một lần nữa, quá kinh khủng luôn, cực to này, to gần bằng vành này. Và tiến tới bộ phân tần của dòng loa Martin này, bộ phân tần này quá khủng luôn, rất to nhé, mời các bác chiêm ngưỡng nhé. Mấy linh kiện chở này, tụ này, các linh kiện của quận cán này đều được thiết bằng dây thíp nhé, rất chắc chắn nhé. Các tụ đều được gắn keo chắc chắn, những chân chở này đều được hàn quá chắc chắn luôn. Và vẫn là hàng bại xịn thì với những lớp bông đều được ghim nhé, ghim chắc vào thùng. Đây ạ, bông màu bông này bông màu đen nhé, quá chất lượng luôn, thùng thì rất chắc chắn. Và các bác có nhu cầu thì hãy alo cho em qua số điện thoại 0963 101 38, bên em giao hàng và ship hàng cho các bác trên mọi miền tổ quốc. Đây là một chiếc loa bên em mới về, vẫn còn nguyên mộc nhé. Đây là chỉ cần lau chùi sơ qua đi là nó khác sạch sẽ. Đây, em lấy chiếc rẻ em lau này, đây là vẫn còn nguyên bụi bãi nhé. Đây, chỉ cần lấy rẻ ẩm lau là nó khác sạch và khác đẹp đó.
em cũng xin phép dừng video tại đây. Các bác có nhu cầu alo cho em qua số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39, bên em sẽ giao hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em để được cập nhật tất cả những video sớm nhất khi em đưa lên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.